Chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Đồng Nai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án 85 có tổng hợp, khái quát tổng chi phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 5 năm 2024. Từ đó, Bộ Giao thông Vận tải có cơ sở để đề xuất các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bố trí vốn và đẩy nhanh công tác giải ngân vốn. Tiến độ giải ngân vốn của dự án thành phần 1 mới chỉ đạt khoảng 2,8%. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời, các cơ quan chức năng của địa phương cũng phối hợp giải quyết các vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thi công dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Chúng tôi thì rất mong muốn là phải khẩn trương triển khai nhanh, vì bây giờ đang bắt đầu vào mùa mưa nên đối với nhà thầu, đối với cả đơn vị thi công ấy, thì người ta chạy nước rút, phải chạy làm là chạy từ mùa mưa. Thì 3-4 tháng bắt đầu người ta lại triển khai những nhiệm vụ khác, những hạng mục kết cấu công trình hoặc là những hạng mục khác. Thì còn phần đắp đất, phần đường và phần phải giải tỏa mặt bằng để làm lên đường ấy, thì phải triển khai sớm. Thì báo cáo đồng chí thì chúng tôi rất mong là phát huy kết quả này, và như đồng chí quyền chủ tịch Đức đã phát biểu với thủ tướng này, tháng 6 chúng ta sẽ phải hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi rất mong các đồng chí xây dựng kế hoạch cụ thể làm nào triển khai được. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, đối với công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai đang nỗ lực để thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30 tháng 6 tới. Thời gian qua, tỉnh cũng đã có những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giải phóng mặt bằng. Đối với công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các hạng mục thuộc thẩm quyền tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương sớm triển khai để phục vụ thi công dự án. Xây dựng quy hoạch tập trung 30 ngày để thực hiện hết cái công tác kiểm điểm các cái thửa đất trên địa bàn. Coi như là tới 20 tháng 5 là sẽ hoàn thành hết cái công tác kiểm điểm. Sau công tác kiểm đếm là áp giá và thẩm định niêm yết và thực hiện công tác bồi thường. Còn cái việc tổ chức giải ngân và bàn giao cho các cái đơn vị thi công thì trong cái chương trình kế hoạch thì trong tháng 5 này cũng sẽ giải ngân khoảng trên 700 tỷ cho các cái hồ sơ mà đã đủ điều kiện, khoảng 700 tỷ. Thì khi mà giải ngân 700 tỷ này thì sẽ có cái mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai. Hiện công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai rất chậm. Cụ thể, địa phương đã bàn giao gần 37 ha đất, đạt gần 27% tổng diện tích đất cần thu hồi tại dự án thành phần 1. Tại dự án thành phần 2 đã bàn giao khoảng 49 ha, đạt gần 28% tổng diện tích đất cần thu hồi. Ngoài ra, tỉnh chỉ mới cơ bản hoàn thành một trong 4 khu phục vụ tái định cư cho dự án.